Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 79. Hoa Linh Lung khẽ quát một tiếng, đại sư huynh, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Cậu Diệp không phải người vô tình, chúng ta đã làm sai trước, nhận sai thì cậu ấy sẽ không trách tội chúng ta. Tuyệt Vô Trần lên cơn giận dữ, đồ ăn cây táo rào cây sung. Lão phu bảo bà ra tay, bà dám do dự. Đại sư huynh, tôi, Hoa Linh Lung đang định giải thích. Cút! Tuyệt Vô Trần đột nhiên bộc phát, tung một quyền đánh bay Hoa Linh Lung, ba người còn chờ cái gì? Đồng loạt ra tay. Hoa Linh Lung ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ba người Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh Quỷ Đế liếc nhìn nhau. Trịnh Cửu Uyên khẽ quát một tiếng, dùng toàn lực ứng phó, đừng cho tên tiểu xúc sinh này bất cứ cơ hội nào. Ông ta đang chuẩn bị ra tay. Vèo. Một tàn ảnh lướt qua. Ngay sau đó. Ầm. Một âm thanh giòn giã vang lên, Trịnh Cửu Uyên lập tức bay ra ngoài. Khuôn mặt sưng lên giống như đầu heo, khóe miệng tràn máu tươi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, ông rất thích ra mặt đúng không? Trịnh Cửu Uyên suýt nữa thì giận điên lên, chửi ầm lên, cậu dám đánh vào mặt lão phu. Đệch, đệch, đệch. Ngay trước mặt hàng triệu đệ tử Huyền Thiên Tông, đây quả thực là trà đạp lên tôn nghiêm của ông ta. Đế cảnh, cũng chỉ đến thế mà thôi, ông chỉ biết vô dụng gầm thét sao, Diệp Bắc Minh buồn cười lắc đầu. Diệp Bắc Minh. Trịnh Cửu Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, sĩ có thể giết, không thể nhục. Diệp Bắc Minh gật đầu, à, vậy ông hãy chết đi. Anh giờ kiếm càn khôn chấn ngục lên, không chút do dự chém về phía đầu Trịnh Cửu Uyên. Đừng mà. Cuối cùng Trịnh Cửu Uyên đã sợ. Vào giây phút kiếm càn khôn chấn ngục đánh tới, tất cả tôn nghiêm và phẫn nộ đều hóa thành sợ hãi. Ông ta điều động tất cả chân nguyên trong cơ thể, đồng thời quay về phía đám người Tuyệt Vô Trần, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh Quỷ Đế gào thét, mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Cứu tôi! Mẹ nó mau cứu! Ầm! Kiếm càn khôn chấn ngục rơi xuống, Trịnh Cửu Uyên hóa thành một đống máu. A! À. Đám trưởng lão Nhậm Kiếm Hành, Hiên Viên Đại Long đều hít sâu một hơi. Mẹ nó cũng quá kinh khủng đi! Đây chính là lão tổ của Huyền Thiên Tông, thế mà Diệp Bắc Minh lại giết đế cảnh như giết gà. Hầu tử siết chặt nắm đấm, mẹ nó anh Diệp quá mạnh. Đến bao giờ mình mới có thể giống như anh Diệp chứ? Vẻ mặt Long Khuynh Vũ nóng như lửa, trong mắt chỉ có một mình Diệp Bắc Minh. Lạc Khuynh Thành từ đầu đến cuối vẫn cong khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh đưa mắt nhìn về phía ba người Tuyệt Vô Trần, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh Quỷ Đế. Đến lượt các ông rồi. Cậu! Trái tim ba người đồng thời co rụt lại. Trong đôi mắt của Tuyệt Vô Trần hiện ra ý lạnh như băng, nhưng trong lòng đã đánh trống lui quân, đáng chết. Đáng chết, đáng chết, rốt cuộc tên nhóc này đã gặp chuyện gì vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thực lực của cậu ta sao có thể tăng lên một cách khủng bố như thế? Còn chưa đến một tháng nữa. Chẳng lẽ tên nhóc này sẽ có thể dẫn Hoa tộc vươn lên sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Tuyệt Vô Trần vô cùng hối hận. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Chỉ có thể hoàn toàn giết chết Diệp Bắc Minh, không có con đường thứ hai để chọn. Cơ hội cuối cùng, đồng loạt ra tay, Tuyệt Vô Trần cắn răng. Giết! Ông ta quát to một tiếng, ba người bộc phát chân nguyên toàn thân. Hai người Nghiêm Bắc Huyền và Vô Danh Quỷ Đế đánh về phía Diệp Bắc Minh. Điều khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là thế mà Tuyệt Vô Trần lại chạy về hướng ngược lại. Ông ta bỏ chạy. Tuyệt Vô Trần, ông lừa chúng tôi. Nghiêm Bắc Huyền và Vô Danh Quỷ Đế đồng thời quay đầu. Phát ra một tiếng oán hận tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt hai người. Ầm, ầm. Hai đống máu nổ tung. Ánh mắt của tất cả mọi người đều co rụt lại theo màn mưa máu. Đầu óc vang lên ầm ầm, giống như là đang nằm mơ. Sáu vị lão tổ, ngoại trừ Hoa Linh Lung ra thì bốn người chết ngay tại chỗ. Tuyệt Vô Trần chật vật bỏ chạy. Mà tất cả những điều này đều chỉ do một thanh niên gây ra.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, chỉ còn sợ hãi vô tận. Trong bầu không khí yên lặng như tờ, Diệp Bắc Minh đi đến trước người Hoa Linh Lung, nói đi, tại sao bà lại nói chuyện giúp tôi? Hoa Linh Lung còn chưa trả lời, Nhậm Kiếm Hành đã xông lại, nhóc Diệp. À không, cậu Diệp. Lục sư tỷ chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ hãm hại cậu, chỉ là bị tâm tư của Tuyệt Vô Trần lừa thôi. Hầu tử đi tới, anh Diệp, Bách Hoa lão tổ cũng từng quan tâm đến tôi, còn tự mình thu tôi làm đệ tử. Bách Hoa sư phụ lo lắng mấy người Tuyệt Vô Trần biết, cho nên mới không cho tôi nói ra bên ngoài. Lạc Khuynh Thành nói, tiểu sư đệ, Bách Hoa lão tổ là người tốt. Long Khuynh Vũ cũng mở miệng theo, Bách Hoa lão tổ đã giải vây cho chúng tôi nhiều lần. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dừng một chút, tiến lên một bước. Ngân châm trong tay rơi xuống. Cả người Hoa Linh Lung run lên, khuôn mặt già nua khôi phục huyết sắc. Diệp Bắc Minh nhướng mày, bà từng trúng độc. Hoa Linh Lung kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh một chút, gật đầu, tôi đã dùng hơn chục ngàn loại hoa làm thuốc, luyện chế vạn hoa đan. Đúng là trong cơ thể đã tích lũy rất nhiều độc tố. Diệp Bắc Minh chuyển đề tài, tôi muốn lấy long thai chỉ về, bà không có ý kiến gì chứ? Hoa Linh Lung gật đầu, long thai chỉ vốn là đồ của cậu. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, nhanh chân đi vào trong đại điện Huyền Thiên Tông. Những người còn lại sững sờ, nhao nhao tiến vào đại điện. Chỉ nhìn thấy. Diệp Bắc Minh không hề có chút kiêng dè nào, trực tiếp ngồi lên bảo tọa tông chủ cao nhất đại điện. Nơi đây đã trống rỗng mấy chục ngàn năm. Cho dù là Tuyệt Vô Trần cũng không thể ngồi lên, vẫn để lại chỗ trống. Hôm nay, thế mà Diệp Bắc Minh lại ngang nhiên ngồi lên trên bảo tọa tông chủ, trong lòng rất nhiều người đều trầm xuống. Chẳng lẽ tên nhóc này muốn làm Huyền Thiên Tông chủ? Một số trưởng lão quay ra nhìn nhau. Một giây sau, Hiên Viên Đại Long đi ra từ trong đám người, cậu Diệp, cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu vừa giết lão tổ của Huyền Thiên Tông chúng tôi, hiện bây giờ lại muốn làm tông chủ Huyền Thiên Tông sao? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, tôi và bọn họ là ân oán cá nhân, không liên quan gì đến Huyền Thiên Tông cả. Nghe thấy lời này, đám người Huyền Thiên Tông thở ra một hơi. Mấy vị lão tổ ngã xuống, mặc dù Huyền Thiên Tông sẽ rơi xuống khỏi vị trí tông môn đỉnh cao. Nhưng, không đến mức bị hủy diệt. Vậy cậu Diệp có ý gì? Hiên Viên Đại Long nhướng mày. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, đại sư tỷ Lạc Khuynh Thành của tôi chính là chủ nhân của Huyền Thiên Tông. Vương Khinh Hậu từ đệ tử nội môn tăng lên thành thánh tử Huyền Thiên Tông. Ai đồng ý, ai phản đối? Hả? Lạc Khuynh Thành sững sờ. Hai mắt hầu tử tỏa sáng, ngoá, tôi được làm thánh tử ư. Hiên Viên Đại Long quát, tôi phản đối. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, kiếm càn khôn chấn ngục nghiền áp xuống. Hiên Viên Đại Long hóa thành mưa máu, thanh âm im bặt. Chỉ còn lại giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên một lần nữa. Còn có ai phản đối nữa không? Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không còn ai dám mở miệng. Ánh mắt Hoa Linh Lung lấp lóe. Vương Khinh Hậu bây giờ là đệ tử của tôi, lại từng dùng long huyết bồ để tẩy cân phạt tủy. Thiên phú tuyệt đối không có vấn đề, dư sức làm thánh tử. Lạc Khuynh Thành làm người trầm ổn, cho dù là tâm tính, trí tuệ, lòng dạ hay là IQ đều không kém. Để cô ấy làm tông chủ, có thể trực tiếp khóa Diệp Bắc Minh và Huyền Thiên Tông lại. Lần này, mặc dù Huyền Thiên Tông tổn thất 5 vị lão tổ đế cảnh, nhưng có thêm Diệp Bắc Minh có thể giết được đế cảnh. Chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Trong nháy mắt, Hoa Linh Lung đã nghĩ rõ tất cả. Hơn nữa, cậu ấy còn là... Nghĩ tới đây, Hoa Linh Lung mỉm cười, tôi đồng ý. Một đám quản lý của Huyền Thiên Tông quay sang nhìn nhô. Đám người suy nghĩ một hồi, đều lần lượt nghĩ đến chuyện kia. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, tham kiến Lạc Tông Chủ, tham kiến Vương Thánh Tử. Một đám quản lý tiến lên. Bao vây hầu tử và Lạc Khuynh Thành chật như nêm cối. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy, đi về phía cấm địa Huyền Thiên Tông. Hoa Linh Lung theo sát phía sau, hai người một trước một sau đi vào bên trong cấm địa. Nói đi, vì sao lại giúp tôi, Diệp Bắc Minh dừng lại. Hoa Linh Lung không hề nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cây châm cài tóc.
Diệp Bắc Minh cầm lấy xem, châm cài tóc của Đông Phương Xá Nguyệt. Sao lại ở chỗ bài? Hoa Linh Lung mở miệng, tôi và Xá Nguyệt là bạn thân. Bạn thân? Diệp Bắc Minh sững sờ, chợt hiểu ran. Đông Phương Xá Nguyệt đã từng bảo Diệp Bắc Minh gia nhập Huyền Thiên Tông, bởi vì cô ta có một người bạn tốt ở Huyền Thiên Tông. Chỉ sợ sẽ là Hoa Linh Lung. Hoa Linh Lung quái dị nhìn Diệp Bắc Minh một chút, không ngờ thế mà cậu lại bắt được cô ta. Ánh mắt của người bạn tốt này của tôi rất cao. 10.000 năm trước, dung mạo của hai người chúng tôi còn lọt vào 10 vị trí đầu trong bảng xếp hạng nữ thần nhà họ Mạc. Từng ấy năm nay, chưa có bất kỳ người nào có thể lọt vào mắt của cô ta, thế mà cô ta lại cam tâm tình nguyện mang thai con của cậu. Đúng là chuyện lạt. Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ. Anh lập tức nói sang chuyện khác, Hoa Lão, bà có biết tung tích của Đông Phương Xá Nguyệt không? Hoa Linh Lung lắc đầu. Nửa tháng trước, cô ta đã đến Huyền Thiên Tông tìm tôi. Chỉ để lại cái châm cài tóc này và một phong thư, tự cậu xem đi. Nói xong, bà ta lấy ra một bức thư chưa mở. Diệp Bắc Minh nhận lấy xem, con người co vào một chút, giới U Minh Hồ. Thế mà chủ luân hồi lại dẫn Đông Phương Xá Nguyệt đi giới U Minh Hồ. Đây chính là nơi mà bố mẹ mình tới. Chẳng lẽ đây chính là số phận đã được sắp đặt trước rồi sao? Diệp Bắc Minh lông mày vặn cùng một chỗ. Sau một lát, anh cất lá thư đi, cảm ơn Hoa Lão. Hoa Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, hừ, nếu cậu và Xá Nguyệt, đã là loại quan hệ đó. Thì đừng gọi tôi là Hoa Lão nữa, chúng ta cứ xưng hô ngang hàng là được. Cậu có thể gọi tôi là cô Hoa. Diệp Bắc Minh lảo đảo một cái, suýt nữa phun ra một ngụm máu, cái gì? Cái gì, cô Hoa? Hoa Linh Lung trợn trắng mắt, làm sao? Đừng nhìn khuôn mặt tôi già nua giống như một bà lão. Trên thực tế, tôi và Xá Nguyệt sắp xỉ tuổi nhau đấy. Chỉ là bởi vì tôi trúng độc, cho nên mới khiến máu thịt suy bại thôi. Nếu như tôi khôi phục tuổi trẻ, cũng là nữ thần được hàng ngàn người theo đuổi đấy. Trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động, Hoa, cô Hoa, có lẽ tôi có biện pháp giúp cô khôi phục tuổi trẻ. Cậu nói cái gì? Cả người Hoa Linh Lung run rẩy một chút, bỗng nhiên mở o hai mắt đục ngầu, không phải cậu đang nói đùa chứ? Tôi chắc chắn 70%, Diệp Bắc Minh tỏ ra vô cùng tự tin. Anh đã lĩnh ngộ Hoàng đế nội kinh, nhìn một cái liền hiểu rõ tình huống của Hoa Linh Lung. 70% đã là anh nói khiêm tốn lắm rồi. Được, 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 cậu muốn tôi phối hợp như thế nào? Hoa Linh Lung kích động run rẩy. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút. Chỉ vào một tảng nham thạch, cô Hoa, cô chỉ cần ngồi ở chỗ này là đủ. Hoa Linh Lung không chút do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đá. Cô Hoa, mời cởi quần áo ra, Diệp Bắc Minh nói. Hoa Linh Lung hơi nổi giận, nhóc con, cậu muốn chiếm tiện nghi của tôi. Trong mắt Diệp Bắc Minh toàn là vẻ tỉnh táo, lắc đầu nói, lấy dáng vẻ của cô nghĩ tôi sẽ chiếm tiện nghi của cô sao? Thôi được rồi. Hoa Linh Lung căn răng. Vì để khôi phục tuổi trẻ. Liều mạng. Bà ta cởi quần áo trên người ra. Làn da khô quắt giống như cây khô vậy. Thật sự là không có bất cứ nét đẹp nào. Diệp Bắc Minh càng không có hứng thú thưởng thức, ngân châm không ngừng rơi xuống, đâm vào bên trong huyệt vị. Đến lúc một cây ngân châm cuối cùng rơi xuống. Cả người Hoa Linh Lung run lên, phun ra một ngụm máu đen tanh hôi khó ngửi. Một giây sau. Kinh mạch vốn dĩ đang suy bại lập tức khơi thông, vô số tinh khí trong nháy mắt xông vào toàn thân. Một màn khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Làn da vốn dĩ nhăn nheo, thế mà lại phát ra những tiếng tách tách tách. Chậm rãi tách rời ra khỏi cơ thể. Trong nháy mắt, mặt ngoài cả người Hoa Linh Lung được bao bọc bởi một lớp da hư thối. Hoa Linh Lung cũng cảm giác được thân thể biến hóa, run rẩy phát ra một tiếng kêu. Lại khiếp sợ phát hiện. Ngay cả giọng nói của mình cũng khôi phục tuổi trẻ, giống như thiếu nữ. Làm sao có thể? Hoa Linh Lung kích động đứng lên. Bộ da khô trên người thi nhau bong ra từng màng. Cơ thể mềm mại mịn màng của một thiếu nữ hoàn toàn xuất hiện trước mắt Diệp Bắc Minh. Tôi khôi phục, trời ạ, tôi khôi phục rồi. Tôi thật sự khôi phục, quá tốt rồi. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt to sáng lạn như bảo thạch. Làn da mịn màng trong trắng lộ hồng. Diệp Bắc Minh trừng to mắt, lúc này chỉ có một câu có thể hình dung Hoa Linh Lung, hoa sen mọc trong nước xanh.
tham gia group, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay. Khó trách lại được xưng là mỹ nữ trong top 10 huyền giới. Khó trách dám lấy tên là Bách Hoa Thần Đết Hoa Linh Lung kinh hô một tiếng, cậu còn nhìn. Một làn gió thơm thổi qua, hàng ngàn cánh hoa bay tán loạn. Ngăn cản ánh mắt An Hi. Đợi đến khi tất cả cánh hoa rơi xuống đất, trước mặt Diệp Bắc Minh đã là một thiếu nữ thanh tú động lòng người. Dáng vẻ khoảng 17-18 tuổi, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một vẻ thẹn thùng và kích động cảm ơn cậu Diệp. Diệp Bắc Minh lúng túng gật đầu, cô Hoa, chúng ta đi Long Thai Trì đi. Hai người đi đến trước Long Thai Trì. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh sa sầm mặt lại, trăm vị sư phụ của tôi đâu rồi? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ tiuyenazz.vn để vào đọc truyện nhé. Hoa Linh Lung sững sờ, đưa thần niệm về phía Long Thai Trì tìm kiếm, lập tức biến sắc. Bên dưới Long Thai Trì rỗng tuếch. Trăm vị sư phụ của Diệp Bắc Minh đã không biết tung tích. Tôi nhớ ra rồi. Thân thể mềm mại của Hoa Linh Lung chấn động, nhìn về phía Diệp Bắc Minh, trăm vị sư phụ của cậu đều là người luân hồi. Cái gì? Ánh mắt Diệp Bắc Minh co vào một chút, trăm vị sư phụ của tôi đều là người luân hồi. Hoa Linh Lung gật đầu, đúng vậy, vô danh quỷ đế phát hiện luân hồi ấn ký trong cơ thể của bọn họ. Hơn nữa, trăm vị sư phụ của cậu đã ngưng tụ thân xác trong Long Thai Trì, trong máu thịt còn có long khí trời đất. Thân xác của bọn họ là do long thai ngưng tụ mà thành, là dược liệu hoàn mỹ trời sinh. Tôi nhớ ra rồi, mấy ngày trước đây có người của Thành Thiên Đan đến Huyền Thiên Tông, chỉ sợ. Trái tim của Diệp Bắc Minh lập tức lạnh hẳn xuống. Chẳng lẽ trăm vị sư phụ của mình đều bị Thành Thiên Đan đưa đi luyện đan rồi? Đi, đi Thành Thiên Đan nồ Diệp Bắc Minh cũng không ngồi yên được nữa, sau khi đưa. Long thai chỉ trở lại di tích Côn Luân Thượng Cổ. Anh liền điên cuồng đi về hướng Thành Thiên Đan. Cùng lúc đó, Tuyệt Phô Trần đã đi đến trước Sơn Môn Thiên Đạo Tông. Tôi là lão tổ Huyền Thiên Tông Tuyệt Phô Trần, lập tức thông báo Bách Lý Tranh Vanh cho tôi muốn gặp ông Tan, Tuyệt Phô Trần hét lớn. Khí tức đế cảnh điên cuồng tuôn ran. Đám đệ tử Thiên Đạo Tông không dám thất lễ. 10 giây sau, Bách Lý Tranh Vanh xuất hiện. Nhìn thấy Tuyệt Phô Trần bị thương, một cánh tay biến mất. Bách Lý Tranh Vanh lập tức cười, lão già, với thực lực của ông mà cũng bị thương được sao? Nói đi, ông đã trêu chọc người nào? Chẳng lẽ là học viện viễn cổ? Trước đó không phải ông tỏ ra rất trâu bò sao? Thế nào, đến Thiên Đạo Tông tìm sự che chở à? Đôi mắt Tuyệt Phô Trần đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Bách Lý Tranh Vanh, Bách Lý Tranh Vanh, hy vọng sau khi ông biết tin tức này còn có thể nói ra mấy lời châm chọc được nữa ồ. Diệp Bắc Minh không chết. Cậu ta đã quay lại Huyền Thiên Tông. Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, tổng cộng 5 người đều chết dưới tay cậu Tan. Kế tiếp, chắc hẳn chính là Bách Lý Tranh Vanh ông đấy. Ông ta vừa dứt lời, Bách Lý Tranh Vanh suýt nữa nhảy dựng lên, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đôi mắt ông ta đỏ như máu, trái tim gần như nổ tung, tiểu súc sinh kia đã chết ở vùng đất thiên tuyệt rồi, làm sao có thể còn sống. Tuyệt Phô Trần cười lạnh một tiếng, không có cái gì là không có khả năng. Tiểu súc sinh này sống rất dai, lão phu chỉ muốn nói cho ông một câu. Cậu ta đã tiến vào cảnh giới chúa tể, thực lực hoàn toàn nghiền ép đế cảnh. Nghe được câu này, con người Bách Lý Tranh Vanh co vào một chút. Lúc ở vùng đất thiên tuyệt, ông ta đã được chứng kiến sự đáng sợ của Diệp Bắc Minh. Cảnh giới siêu phàm đỉnh phong đã có thể giết đế cảnh, lại có thể an toàn rút lui. Bây giờ mới qua bao lâu, thế mà tên nhóc này đã tiến vào cảnh giới chúa tể rồi. Cho dù trên thân tiểu súc sinh này ẩn giấu bí mật, hay là thân phận đời sau của hoa tộc. Cho dù là thực lực khủng bố hay là thiên phú yêu nghiệt. Đều phải chết. Nghĩ đến đây, đôi mắt Bách Lý Tranh Vanh đỏ như máu, tiểu súc sinh này còn ở Huyền Thiên Tông sao? Tuyệt Phô Trần gật đầu, tạm thời còn ở Huyền Thiên Tông, một khi có bất kỳ động tĩnh gì, sẽ có người liên hệ với lão phu. Đột nhiên, Tuyệt Phô Trần lấy ra một cái ngọc bội đang lóe sáng. Ông ta nhắm mặt lại, thần niệm đắm chìm trong đó. Sau một lát, ông ta mới mở hai mắt ra, tin tức mới nhất, tiểu súc sinh này đã rời khỏi Huyền Thiên Tông. Đi về phía Thành Thiên Đan rồi. Thành Thiên Đan,
Mí mắt Bách Lý Tranh Vanh không ngừng nhảy lên. Ông ta lập tức hạ lệnh, liên hệ với người của Sát Minh, Vũ Cực Tông, Tinh Khư Môn, Dã Lang Bang. Vùng đất Thiên Tuyệt không có cách nào giết chết kẻ này, thành Thiên Đan sẽ là nơi táng thân của cậu ta. Tuyệt Vô Trần nhíu chặt mày lại, Bách Lý Tranh Vanh, đừng trách tôi không nhắc nhở ngươi, lão phu có một loại ảo giác. Cho dù là 20 đế cảnh đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể giết được kẻ này. Bách Lý Tranh Vanh lạnh lùng cười một tiếng, nếu như cảnh giới đế tôn cũng ra tay thì sao? Cái gì? Trái tim Tuyệt Vô Trần run lên, hít sâu một hơi, ông nói là. Một giây sau, toàn bộ lo lắng trên mặt ông ta đã biến mất, cười một tiếng đầy ẩn ý, cảnh giới đế tôn ra tay, kẻ này chắc chắn sẽ phải chết. Thành Thiên Đan, trước phủ thành chủ. Cậu Diệp, chưa chắc chuyện trăm vị sư phụ của cậu mất tích đã có liên quan đến Thành Thiên Đan. Hoa Linh Lung cũng đi theo. Cô ta nhìn phủ thành chủ một chút, bối cảnh Thành Thiên Đan rất phức tạp, để cho an toàn. Không bằng để tôi cho người thông báo một tiếng trước, lấy thân phận lão tổ Huyền Thiên Tông của tôi. Thành Thiên Đan không đến mức không nể mặt chúng ta. Diệp Bắc Minh lắc đầu, làm ao phải phiền toái như vậy. Anh nhanh chóng tiến đến cửa chính phủ thành chủ. Người nào, dừng lại. Một người đàn ông mặt chữ quốc quát lạnh một tiếng. Thấy Diệp Bắc Minh không có ý dừng lại, trong đôi mắt ông ta lóe lên ánh sáng lạnh, nhóc con, cậu chán sống hả? Hai tay ông ta đột nhiên bộc phát ra lực lượng, chắp tay lại đánh về phía đầu Diệp Bắc Minh. Anh đấm ra một quyền. Cả người đàn ông mặt chữ quốc nổ tung, chết ngay tại. Ai đó? Thật to gan, dám giết người ở cổng phủ thành chủ Thành Thiên Đan. Tên kia, cậu là ai? Mấy chục bóng người lao ra. Gầm thét lên với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười, không phải Thành Thiên Đan đang treo thưởng truy nã tôi sao? Thế nào, ngay cả tôi cũng không nhận ra à? Gào. Một tiếng rồng gầm. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện, huyết long bộc phát. Đám người tu võ dưới cảnh giới hư thần hóa thành mưa máu ngay tại chỗ. Cậu! Mấy người may mắn còn sống sót cũng bị thương nặng, vẻ mặt hoảng sợ, sát thần Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, chúc mừng, đáp đúng rồi. Ba đống máu nổ tung. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu nhất phủ thành chủ. Chân Thiên La tựa ở trên ghế nằm, hai thiếu nữ xinh đẹp đang đấm bóp cho hắn ta. Hắn ta vừa uống rượu, vừa xem ca múa, thoải mái. Thật sự là quá thoải mái. Nếu không phải Diệp Bắc Minh giết cổ Trần Đan Tôn, còn có lão già họ Phùng Kiều. Thành Thiên Đan này nào đến lượt mình làm chủ. Bây giờ thì hay rồi, hai lão già đó đều đã chết, Thành Thiên Đan chính là thiên hạ của tôi. Trong đại sảnh, 7-8 Đan Tông mở miệng phụ họa, chúc mừng Trần Minh Chủ. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ tuyệt đối tuân lệnh Trần Minh Chủ. Ha ha ha, Trần Thiên La cười, nếu như tên nhóc Diệp Bắc Minh không chết, tôi thật sự muốn tổ chức một bữa tiệc. Để cảm ơn cậu ta thật tốt, nói xong. Trần Thiên La chuyển ánh mắt, rơi vào ba cái hộp ngọc đặt trên cái bàn ở một bên. Mỗi cái hộp đều dài khoảng 1 mét. Điều khiến người ta cảm thấy sợ hãi là trong mỗi cái hộp đều để một cánh tay của người trưởng thành. Máu me đầm đìa. Trần Thiên La nhìn ba cánh tay cụt, lại như nhặt được bảo vật đáng tiếc. 100 thân xác ngưng tụ từ long thai. Quả thực là thiên tài địa bảo trời sinh, nếu như luyện chế thành đan dược. Phẩm cấp đúng là không dám tưởng tượng. Mẹ nó, mấy người cũng quá tham lam, cho dù để lại một thân xác cho tôi cũng được. Trần Thiên La chép miệng, thế mà chỉ đưa cho tôi ba cánh tay cụt, quá keo kiệt. Nhưng mà dù sao có cũng tốt hơn không? Hắn ta đang định cất hộp ngọc đi. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn, cửa đại sảnh bị người khác đẩy ra. Một ông lão hoảng sợ xông vào, ông Trần, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài. Trần Thiên La đập bàn, con mẹ nó, chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Nói đi. Sắc mặt ông lão trắng bệch, Diệp Bắc Minh đến. Cái gì Diệp Bắc Thành, Diệp Nam Thành? Trần Thiên La khinh thường nói một câu. Một giây tiếp theo, thân thể ông ta run lên, suýt chút nữa nhảy dựng lên, ai? Ông nói con mẹ nó là ai? Diệp Bắc Minh. Tên Diệp Bắc Minh được mệnh danh là sát thần sao? Chính là cậu ta, ông lão bình tĩnh đứng trên mặt đất. Trần Thiên La run lên vì sợ hãi, vừa định xoay người bỏ chạy thoát thân. Lộc cộc lộc cộc. Phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân, không.
không nhịn được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chàng trai trẻ đầy sát khí bước vào đại sảnh. Vào lúc này, hai chân của Trần Thiên La giống như chứa đầy nước trì, hoàn toàn không thể cử động được. Phịch! Trần Thiên La sợ đến mức quỳ xuống ngay tại chỗ cậu. Cậu Diệp, đã lâu không gặp. Diệp Bắc Minh nhướng mày, ông là ai? Tôi không biết ông. Tôi tên là Trần Thiên La. Trần Thiên La vừa mới nói một câu, lập tức đổi lời, không biết tôi là tốt rồi, không biết tôi là tốt rồi. Cậu Diệp, chăm nghe không bằng mắt thấy, tôi đã từng nghe qua phong thái của cậu. Hôm nay được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Sự ngưỡng mộ của Trần Mỗ với cậu giống như một dòng sông cuồn cuộn không dứt. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh tối sầm lại, ồn ào. 100 người sư phụ của tôi có phải ở thành Thiên Đan không? Hả? Vừa nghe lời này, Trần Thiên La gần như muốn khóc, cậu Diệp, thật sự bỏ qua việc của tôi. Nói xong, quay đầu nhìn ba cánh tay bị chặt đứt trên bàn, 100 người sư phụ của cậu không có ở đây. Ba cánh tay này là của họ. Diệp Bắc Minh nhìn về phía mặt bàn, ba cánh tay gãy, nhìn thấy ghê người. Bắp thịt ở chỗ đứt gãy lồi lõm, trông như thể chúng vừa bị người khác xé toạc. Sư phụ, đôi mắt của Diệp Bắc Minh đỏ lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gầm lên giận dữ, ma khí ngập trời xông lên từ phía sau. Trần Thiên La sợ hãi đến mức nằm trên mặt đất, cậu Diệp, tôi nói hết cho cậu biết. Không cần. Diệp Bắc Minh lắc đầu, trong mắt lóe lên tia máu. Hoàn toàn đi vào giữa hai hàng lông mày của Trần Thiên Lát. Trực tiếp siêu hồn, một giây kế tiếp, một hình ảnh xuất hiện trước mắt. Trong hình ảnh, một ông già tóc hoa râm và một người trẻ tuổi mặc áo gấm thêu. Hai người họ đứng trước thân thể của 100 người sư phụ. Trong mắt của ông già phát ra ánh sáng kích động, khí long thai, trong 100 thân thể này lại ẩn chứa khí long thai. Không chỉ như vậy, trong cơ thể của bọn họ còn có luân hồi ấn ký. Ha ha ha, đồ nhi, số mạng của con từ giờ trở đi sẽ bắt đầu thay đổi. Người trẻ tuổi mặc áo gấm thêu ở bên cạnh kinh ngạc, sư phụ, con biết khí long thai. Vật này cực kỳ hiếm thấy, nghe nói chỉ có long mạch đứng đầu mới có thể ra đời khí long thai. Ông lão gật đầu, không sai, trăm thân thể này quả thực rất hiếm thấy. Nếu sư phụ luyện chế toàn bộ bọn họ thành đan dược, tất cả khí long thai đều có thể tụ lại cùng một chỗ. Đến lúc đó, đồ nhỉ con chỉ cần ăn đan dược thì những khí long thai này sẽ có thể tiến vào trong cơ thể con ồ. Người trẻ tuổi mặc áo gấm thêu mỉm cười gật đầu, đồ nhi xin đa tạ sư phụ trước. Chỉ là mặc dù khí long thai này hiếm thấy nhưng cũng không đến mức làm sư phụ kích động như vậy. Chẳng lẽ là vì luân hồi ấn ký bên trong cơ thể của bọn họ sao? Đúng vậy. Ông lão gật đầu, chỉ có người luân hồi thì trong cơ thể mới có luân hồi ấn ký. Còn có một chuyện, đồ nhi con có thể không biết. Người bình thường luân hồi, căn bản không thể lưu lại luân hồi ấn ký. Chỉ có thiên thần luân hồi trong thần giới mới có thể lưu lại luân hồi ấn ký. Cái gì? Con người của người trẻ tuổi mặc áo gấm thêu co lại, cho nên, trăm người này đều là thiên thần chuyển thế sao? Rất có thể. Ông lão nheo mắt lại, nhưng thần hồn của bọn họ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Quả thực là trời cũng giúp ta, thần hồn và thân xác của bọn họ có thể luyện chế thành hai loại đan dược. Một loại có tên là đan thần hồn, một loại có tên là đan long thêu. Sau khi uống hai loại đan dược này xong thì con sẽ trở thành người vô địch trong huyền giới. Nói đến chỗ này, ông lão nở nụ cười hiểu ý, đồ nhi, quả thực ông trời cũng giúp con một tay. Đưa trăm người luân hồi này đến cho con ồ. Sư phụ đã khẳng định, con chính là người được ông trời lựa chọn, kẻ may mắn. Người trẻ tuổi mặc áo gấm thêu hơi sừng sốt. Một giây tiếp theo, anh ta quỳ một chân xuống, cho dù tiền đồ của đệ tử thế nào thì sư phụ vẫn mãi là sư phụ của con ồ. Tốt, tốt, tốt lắm. Ông lão kích động đỡ người tuổi trẻ đứng dậy. Sau đó, sẽ bắt 100 người sư phụ của Diệp Bắc Minh đi. Lúc này, Trần Thiên La mở miệng, tiền bối, 100 người này là do thành thiên đan của chúng tôi tìm được. Xem như không có công lao cũng có khổ lao. Hừ, ông lão hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước. Xoẹt, thô bạo xé ba cánh tay ra rồi ném cho Trần Thiên La, chuyện này giữ bí mật, nếu không toàn bộ tộc của ông sẽ bị tiêu diệt. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Bắc Minh suýt chút nữa cắn nát răng hàm của mình. 100 người sư phụ vất vả lắm mới ngưng tụ được thân xác,
nhưng lại bị tàn phá như vậy. Đáng chết! Diệp Bắc Minh cảm thấy trong lòng ngưng tụ thành một đám lửa giận, rốt cuộc hai người này có lai lịch thế nào? Nói! Thân thể Trần Thiên La run cầm cập, quỳ trên mặt đất điên cuồng run rẩy, cậu Diệp, cậu cũng đã dùng siêu hồn. Cậu chắc hẳn biết là tôi cũng không biết lai lịch của hai người này. E rằng chỉ có một mình cổ Trần Đan Tôn mới biết thế lực bí mật đằng sau thành thiên đan là người nào. Nhưng cổ Trần Đan Tôn đã chết, Trần Thiên La quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Diệp Bắc Minh ấn lòng bàn tay xuống, giữ lại ông có ích lợi gì. Bùm! Đầu của Trần Thiên La nổ tung ngay tại chỗ. Tiểu xúc sinh, cậu quả nhiên ở chỗ này. Đột nhiên, ngoài phòng khách vang lên giọng nói lạnh lùng, ngày hôm đó ở vùng đất thiên tuyệt đã để cậu sống sót. Nếu như hôm nay Bách Lý tranh vanh tôi lại để cậu sống sót rời đi, thì trước tông chủ của Thiên Đạo Tông, tôi cũng không cần phải làm nữa. Bùm! Một tiếng động lớn kinh thiên động địa vang lên, mái nhà của toàn bộ đại sảnh bị sốc lên. Hàng chục bóng người lao ra từ bốn phương tám hướng. Đám người Bách Lý tranh vanh, Tuyệt Phô Trần, Chủ Nhân Sát Minh, Kim Thịnh Hải, Tinh Khư Môn Chủ, Dã Lang Bang Chủ. Bất ngờ đều nằm trong số đó. Trên mặt của mỗi người đều mang theo biểu tình cực kỳ lạnh lùng. Lạnh như băng, rét lạnh, đầy sát khí. Si. Hoa Linh Lung hít một hơi khí lạnh, cảnh giới đế, tất cả đều là cảnh giới đế. Ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm Tuyệt Phô Trần, đại sư huynh, ông điên rồi sao? Ông đưa nhiều cảnh giới đế đến như vậy chẳng lẽ chỉ để đối phó với cậu Diệp thôi sao? Tuyệt Phô Trần nheo mắt lại, bà lại trẻ lại sao? Hừ. Lập tức có một tiếng hừ lạnh, tiểu xúc sinh này không biết tốt xấu đã phá hỏng hết tất cả của ông đây. Chỉ cần có thể giết cậu ta, ông đây sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Bắc Minh nhìn khắp xung quanh, liếc nhìn mọi người. Lắc đầu buồn cười, đừng giả vờ nữa, chỉ dựa vào các người mà cũng dám đến làm phiền tôi sao. Đã quên mất dáng vẻ bỏ chạy chối chết khi còn ở vùng đất thiên tuyệt như thế nào à? Cậu! Khuôn mặt già nua của Bách Lý tranh vanh tức giận đến mức vặn vẹo. Tiểu xúc sinh, đợi lát nữa cậu có chết thì cũng không biết chết như thế nào đâu, Chủ Nhân Sát Minh hạ thấp giọng. Diệp Bắc Minh cũng lười để ý đến mấy người này, ánh mắt tối xâm lại. Hướng về một nơi nào đó trong không trung hét lớn một tiếng. Hai con chó già, lăn ra đây, nhận lấy cái chết đi. Bùm, một luồng khí thổi quét ra ngoài, không khí gợn sóng. Hư ảnh của hai ông lão thực sự xuất hiện. Trên mặt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, thằng nhóc này giỏi, cậu lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai chúng tôi. Ông là, vào lúc Hoa Linh Lung nhìn thấy hai người kia thì con ngươi co rút lại, Bách Lý Quyết, lão tổ Sát Minh. Cảnh giới đế tôn. Không phải các người đã bỏ mình vào mấy ngàn năm trước rồi sao? Bách Lý Quyết bật cười hiểu ý, nếu ông đây không giả chết thì làm sao có thể lui về phía sau màn đây? Con người của lão tổ Sát Minh khóa chặt trên người Diệp Bắc Minh, anh Bách Lý, trên người thằng nhóc này có rất nhiều bí mật. Phế bỏ cậu ta là được, để cậu ta sống sót. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bách Lý Quyết thoải mái gật đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Linh Lung trắng bệch, cô ta bước tới chắn ở trước người Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, cậu đi trước đi. Nơi này giao cho tôi. Diệp Bắc Minh hơi sửng sốt, cô đánh thắng được đế tôn sao? Hoa Linh Lung lắc đầu. Không đánh lại, nếu tôi liều cái mạng già này. Ít nhất có thể cầm chân được bọn họ trong 10 giây. Diệp Bắc Minh có chút cảm động, vỗ vào bả vai của Hoa Linh Lung, không cần đâu. Tôi giết chết đế tôn cũng không cần đến 10 giây. Hả? Hoa Linh Lung sửng sốt. Toàn trường đều trở nên tĩnh mịch, đám người Bách Lý tranh vanh đều bối rối. Đã lúc này rồi mà tên tiểu xúc sinh kia còn dám nói năng ngông cuồng đến thế. Hoa Linh Lung vội vàng nói, cậu Diệp, hiện tại không phải lúc nói đùa đâu. Diệp Bắc Minh cười nói, tôi không nói đùa. Trong lòng trực tiếp trò chuyện với tháp càn khôn chấn ngục, tiểu tháp, giao cho ông. Được. Âm thanh vừa chạm đất, một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng ngưng tụ lại, đột nhiên nổ tung. Bùm. Trong phút chốc, lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, một luồng khí tức cường đại bùng nổ. Bách Lý Quyết và lão tổ Sát Minh là những người đầu tiên có mặt trong số đó, ngay khi tiếp xúc với luồng khí tức này. Phù, phù. Trước mặt hơn chục người thuộc cảnh giới đế như Bách Lý Tranh Vanh, Tuyệt Phô Trần, Chủ Nhân Sát Minh, Kim Thịnh Hải, Tinh Khư Môn Chủ, Dã Lang Bang Chủ.
hai người bốc hơi ngay tại chỗ. Thậm chí còn không có tư cách ra tay. Ông nội, không thể nào. Bách Lý Tranh vanh phát ra một tiếng gào thét điên cuồng. Chủ nhân sát mình sợ đến mức hồn tiêu phách tán, lão tổ. Một giây kế tiếp, uy lực còn lại hạ xuống. Đám người Bách Lý Tranh vanh bay ngược ra ngoài. Phụt. Tuyệt Vô Trần phun ra một ngụm máu tươi, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Con người điên cuồng co rút lại, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh giống như gặp quỷ vậy, không. Nằm mơ thôi, đan điền của tôi. Nhất định là tôi đang nằm mơ. Xong rồi. Đám người Kim Thịnh Hải, Tinh Khư Môn Chủ, Dã Lang Bang Chủ. Gân mạch trong cơ thể đều bị đứt gấy, đan điền biến thành bột phấn. Hơn 10 vị cảnh giới đế trở thành kẻ tàn phế ngay tại chỗ. Bọn họ sợ đến mức đứng yên tại chỗ, hoảng hốt nhìn chàng trai trẻ kia như đang nhìn thần chết. Hoa Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, ánh mắt cũng không rời đi được nữa. Đến tột cùng là sức mạnh gì vậy? Cậu ta có còn là con người không? Diệp Bắc Minh cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, con người cũng co rút lại. Trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn. Đệt, đệt, đệt. Tiểu Tháp, ông cứ như vậy mà giết chết đế tôn sao? Mấy chục cảnh giới đế, ông cũng có thể lập tức phế bọn họ. Chết tiệt, ông khi nào trở nên biến thái như vậy, trong lòng Diệp Bắc Minh gào thét. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bình tĩnh lên tiếng, đây chỉ mới là 1% sức mạnh của bổn tháp thôi. Nếu không phải cậu bảo bổn tháp tha mạng cho những người này. Hiện tại mấy chục cảnh giới đế đã hóa thành một đám xương máu rồi. Diệp Bắc Minh không khỏi cảm thấy kích động, ánh mắt đảo qua, dừng lại trước đám người Bách Lý Tranh Vanh, biết tại sao tôi lại muốn giữ mạng của các người lại không? Ánh mắt nhìn qua nơi nào cũng thấy mọi người đều nằm dạp trên mặt đất. Sắc mặt của đám người Bách Lý Tranh Vanh đều xám như tàn chôn. Ban đầu, ở trong mắt bọn họ, Diệp Bắc Minh chỉ là một tiểu phế vật, tiểu súc sinh mà thôi. Cho dù Diệp Bắc Minh có giết cổ Trần Đan Tôn. Sau khi giết chết cảnh giới đế trong vùng đất Thiên Tuyệt, Diệp Bắc Minh ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một con kiến hôi cường đại hơn một chút. Thậm chí, vào 15 phút trước, trong mắt bọn họ, Diệp Bắc Minh vẫn không khác gì một người chết. Mãi cho đến lúc này, bọn họ cuối cùng mới nhìn thấy rõ ràng. Người đang đứng trước mặt là người mà bọn họ không thể nào xúc phạm được. Cậu, sốt cuộc cậu là người nào? Đôi mắt của Bách Lý Tranh Vanh không ngừng co rút lại. Diệp Bắc Minh cười nói, Hoa tộc, Diệp Bắc Minh. Vừa dứt lời, thân thể của đám người Bách Lý Tranh Vanh run lên. Tham gia group, để cập nhật sớm nhất các chuyện hot cũng như trao đổi các bộ chuyện hay. Vào giờ khắc này, ba chữ Diệp Bắc Minh giống như ngọn núi đè nặng trong lồng ngực bọn họ. Khiến người ta hít thở không thông. Đột nhiên, bụp, Phú Cực Tông chủ Kim Thịnh Hải hoàn toàn bị nỗi sợ hãi đánh bại. Ông ta quỳ rạp xuống đất và nói, cậu Diệp, tôi biết lỗi rồi, cầu xin cậu tha mạng cho tôi. Chỉ cần cậu chịu tha cho tôi, Kim Thịnh Hải tôi xin thề. Từ nay trở đi, sẽ không có bất cứ người nào trong Vũ Cực Tông gây phiền toái cho cậu. Từ nay về sau, Vũ Cực Tông sẽ càng không gây phiền phức cho bất cứ người nào của hoa tộc. Tài nguyên tu võ, nội tình, thậm chí là những nữ đệ tử xinh đẹp của Vũ Cư Xê Tông đều để cậu tùy ý hưởng dụng. Vừa nói vừa điên cuồng dập đầu, mọi người đều kinh ngạc nhìn Kim Thịnh Hải. Dù sao bọn họ cũng là người đứng đầu của tông môn, vậy mà lại quỳ xuống như con chó vẫy đuôi cầu xin lấy lòng. Chuyện này một khi truyền ra ngoài thì toàn bộ huyền giới đều sẽ chấn động. Diệp Bắc Minh mỉm cười đầy ẩn ý, còn các người thì sao? Lúc này, sắc mặt của đám người Bách Lý Tranh Vanh, Tuyệt Vô Trần, chủ nhân sát minh đều trở nên cực kỳ khó coi. Bắt bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Tuyệt đối không thể nào. Đúng lúc Bách Lý Tranh Vanh vừa định mở miệng, đột nhiên, Dã Lang Bang chủ là người đầu tiên hét lên giận dữ, Diệp Bắc Minh, ông đây cũng không tin cậu thật sự dám giết tôi. Nếu như tôi chết, hàng triệu người trong Dã Lang Bang của tôi chỉ cần phun một ngụm nước miếng thì đã có thể. Diệp Bắc Minh giơ tay lên ấn xuống. Gào. Một tiếng rồng gầm vang lên. Một con huyết long rơi xuống, xương máu nổ tung, Dã Lang Bang chủ đột nhiên im bặt. Đôi mắt của mọi người co rút lại. Một giây tiếp theo, một giọng nói như thần chết vang lên, hiện tại ông đã tin chưa? Đáng tiếc không có ai trả lời. Con người của Bách Lý Tranh Vanh đang rướm máu, kẻ điên, tiểu súc sinh này chính là một kẻ điên.
muốn đối phó kẻ điên thì nhất định không thể cương với cậu ta, chỉ có thể dùng trí thôi. Nghĩ đến đây, Bách Lý Tranh vanh hít sâu một hơi, Diệp Bắc Minh, ông đây thừa nhận sai lầm, cậu đã thăng trận chiến ngày hôm nay. Diệp Bắc Minh thờ ơ, lắng lặng nhìn ông ta. Trong lòng Bách Lý Tranh vanh khế động. Rất tốt, thằng nhóc này không hề ra tay, chứng tỏ sách lược của ông ta rất đúng đắn. Sau đó, Bách Lý Tranh vanh hắng giọng một cái, những lời Kim Tông Chủ vừa nói cũng có hiệu lực ở Thiên Đạo Tông. Sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, mọi người cứ cười và quên đi hận thù. Vèo, một tàn ảnh tấn công tới, thân thể Bách Lý Tranh vanh lảo đảo. Một bàn chân mang giày giẫm lên cổ ông ta khiến ông ta phải quỳ xuống đất ngay tại chỗ. Cậu, Bách Lý Tranh vanh nắm chặt quả đấm, trong mắt tràn ngập tơ máu. Trán nổi gân xanh rơi vào trong bùn lầy, hiển nhiên đang vô cùng tức giận. Mỉm cười bỏ qua thù hận, là tôi quá nhân từ nên đã khiến ông có suy nghĩ như vậy sao? Sắc mặt Diệp Bắc Minh đầy lạnh lùng, nếu các người thành thật trả lời vấn đề tiếp theo. Tôi có thể cho các người chết thoải mái, còn nếu dám giấu giếm một chữ thì tôi cam đoan các người sẽ cảm thấy cái chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh dùng sức tung một cú xuống. Bùm! Đầu của Bách Lý Tranh vanh nổ tung tại chỗ. A! À, chủ nhân Sát Minh kêu lên một tiếng, một tia may mắn trong lòng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Con người Tuyệt Vô Trần điên cuồng co rút lại, sao thằng nhóc này lại dám? Ngay cả Bách Lý Tranh vanh cũng bị Diệp Bắc Minh tung một cú giết chết, làm sao bọn họ còn có tư cách đàm phán điều kiện với đối phương? Bụp, bụp, bụp. Cậu Diệp, chúng tôi sai rồi. Cậu Diệp, cậu có thắc mắc gì cứ việc hỏi. Đúng đúng đúng, chúng tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết những gì chúng tôi biết. Những tông chủ này ngày thường cao cao tại thượng, hiện tại đang chen lấn quỳ xuống. Rất sợ chậm một bước, chỉ có một mình Tuyệt Vô Trần vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong lòng xuất hiện nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vốn dĩ ông ấy rất xem trọng Diệp Bắc Minh, vì bản thân tham lam mới dẫn đến kết cục này. Ông không quỳ xuống, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn ông ấy. Trên khuôn mặt tái nhợt của Tuyệt Vô Trần hiện lên một nụ cười, nhóc Diệp. Không quỳ, vậy thì đi chết đi. Diệp Bắc Minh lười nghe ông ấy nói nhảm, trực tiếp ra tay. Tôi quỳ. Con người Tuyệt Vô Trần co rụt lại, quả quyết quỳ xuống đất. Lúc này Diệp Bắc Minh mới dừng tay. Sau lưng Tuyệt Vô Trần đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt xinh đẹp của Hoa Linh Lung hiện lên vẻ chán ghét. Từ giờ phút này trở đi, đại sư huynh của cô ta đã chết. Diệp Bắc Minh trực tiếp hỏi, các người một đường đuổi giết tôi, rốt cuộc vì bí mật gì của Hoa tộc? Hả? Mọi người đều sửng sốt. Cậu Diệp, cậu không biết sao? Kim Thịnh Hải thận trọng hỏi một câu. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh lùng, nói nhảm. Con người Kim Thịnh Hải chuyển động, cậu Diệp, chúng tôi muốn biết sức mạnh khủng bố của cậu đến từ đâu. Còn có, cậu rõ ràng chỉ mới ở cảnh giới chúa tể. Vì sao có thể chém chết cảnh giới đế? Ngay cả cảnh giới đế tôn cũng bại ở dưới tay của cậu. Chẳng lẽ đây không phải là bí mật của cậu sao? Hiện trường yên lặng một hồi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Chờ đợi lời giải thích của anh. Diệp Bắc Minh mỉm cười đầy ẩn ý, lá gan của ông cũng không nhỏ, còn dám dò xét bí mật của tôi sao? Tay nâng thanh kiếm rơi xuống. Bùm! Thân mình của Kim Thịnh Hải nổ tung. Xì. Đến lúc này, những người còn lại hoàn toàn bị dọa sợ nói một câu không hợp thì lập tức giết người đó. Cuối cùng bọn họ cũng biết cái tên sát thần đến từ đâu. Chủ nhân Sát Minh vội vàng nói, cậu Diệp, thật ra thì đây không phải là ý định ban đầu của chúng tôi. Mà do lão tổ của mấy đại tông môn chúng tôi ở thần giới ra lệnh. Nói, xảy ra chuyện gì, ánh mắt của Diệp Bắc Minh tối sầm xuống. Chủ nhân Sát Minh vội vàng nói, mấy tháng trước, thần hồn lão tổ của tông môn hạ phàm. Nói cho chúng tôi biết, huyền giới đã xuất hiện một người được ông trời lựa chọn, người này rất có thể có liên quan với Hoa tộc thượng cổ. Ra lệnh cho chúng tôi, bằng bất cứ giá nào cũng phải đuổi giết tàn dư của Hoa tộc thượng cổ. Cũng chính lúc này, cậu Diệp đã xuất hiện. Chúng ta tự nhiên mà cho rằng cậu chính là người được ông trời lựa chọn. Hơn nữa, thực lực của cậu rất kinh khủng. Chúng tôi cũng nghi ngờ thánh vật của Hoa tộc đang nằm trong tay cậu. Mọi người rối rít gật đầu. Dựa vào thực lực đáng sợ của Diệp Bắc Minh,
ngay cả top 50 những người trẻ tuổi đứng đầu trong huyền bảng cũng không phải là đối thủ của anh. Diệp Bắc Minh gật đầu, lý do này xem như cũng không tệt. Câu hỏi thứ hai, vì sao Hoa tộc thượng cổ lại bị tiêu diệt? Chủ nhân Sát Minh lắc đầu, chúng tôi thật sự không biết chuyện này. Sau cái chết của một vị đế tôn cuối cùng của Hoa tộc, trong một đêm đã bị hủy diệt. Chờ sau khi tổ tiên của chúng tôi phi thăng lên thần giới thì mới biết được có người đến từ thần giới đã ra tay. Diệp Bắc Minh có chút đăm chiêu gật đầu, quả nhiên có liên quan đến người của thần giới. Nhưng anh lại lấy được một thông tin khác, theo ý của ông thì tổ tiên của các người tiến vào thần giới có liên quan đến việc Hoa tộc bị tiêu diệt sao? Chuyện này, chủ nhân Sát Minh trông có vẻ rất hoảng hốt, những người còn lại cũng hoảng sợ. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, bị tôi đoán trúng rồi à? Chủ nhân Sát Minh đổ mồ hôi như mưa, cậu Diệp, tiểu nhân không dám giấu giếm. Tổ tiên của mấy đại tông môn chúng tôi đã có công trong việc tiêu diệt Hoa tộc, cho nên mới được người của thần giới đưa đến thần giới. Tổ tiên của chúng tôi lo lắng tàn dư của Hoa tộc lại trỗi dậy, cho nên mới ra lệnh cho chúng tôi hoàn toàn tiêu diệt tàn dư của Hoa tộc. Nhìn sắc mặt Diệp Bắc Minh càng ngày càng lạnh như băng. Chủ nhân Sát Minh vội vàng giải thích, cậu Diệp, thật ra thì điều này cũng không thể hoàn toàn trách chúng tôi được. Người của thần giới đã tìm kiếm Hoa tộc thượng cổ, phát hiện ra bọn họ không tìm được thánh vật của Hoa tộc mà bọn họ muốn, cho nên đã rời đi. Hoa tộc chân chính bị tiêu diệt, hoàn toàn là vì có 10 tộc hỗn độn phản bội, còn có Huyền Thiên Tông khoanh tay đứng nhìn. Ông ta trực tiếp đổ lỗi, tổ tiên của Huyền Thiên Tông chịu ân huệ của Hoa tộc, nhưng khi Hoa tộc gặp nguy hiểm thì lại thờ ơ. Ngay cả bây giờ, chẳng phải Tuyệt Vô Trần cũng sẽ lựa chọn phản bội cậu sao? Lúc này, trong lòng Tuyệt Vô Trần cảm thấy rất muốn giết người. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, nhìn chăm chăm chủ nhân Sát Minh. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhìn cảnh tượng này, mặt không chút thay đổi. Trên đường đi, anh đã chứng kiến quá nhiều sự phản bội. Một câu hỏi cuối cùng, các người có biết bọn họ không? Vừa giơ tay lên, một luồng chân nguyên ngưng tụ. Hai bức họa xuất hiện, chính ông lão và chàng trai mặc áo gấm thêu đã mang 100 vị sư phụ của anh đi. Chuyện này, chủ nhân Sát Minh và Tinh Khư môn chủ sửng sốt, chố mắt nhìn nhau. Diệp Bắc Minh mở miệng, các người quen sao? Hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Tốt! Cảm xúc của Diệp Bắc Minh lần đầu tiên có chút dao động, bọn họ là ai? Hiện đang ở nơi nào? Hai người không dám giấu giếm, chúng tôi đã từng gặp bọn họ một lần ở Học viện Viễn Cổ. Học viện Viễn Cổ, Diệp Bắc Minh cau mày, các người chắc chắn chứ? Chủ nhân Sát Minh gật đầu khẳng định, cậu Diệp, tôi sẵn sàng lấy tính mạng ra thề. Sau khi kết thúc vùng đất thiên tuyệt, con trai của chúng tôi nằm trong danh sách những người được tiến vào Học viện Viễn Cổ. Khi chúng tôi đưa con trai của mình đến Học viện Viễn Cổ, mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng tuyệt đối không nhận nhầm người. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, các người dẫn tôi đến Học viện Viễn Cổ là muốn mượn bọn họ để diệt trừ tôi, phải không? Ha 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 ha! Chủ nhân Sát Minh bật cười tự giễu, cậu Diệp, dựa vào thực lực của cậu thì làm sao chúng tôi dám làm chuyện này? Cậu là chân long, huyền giới là một con sông nhỏ, Học viện Viễn Cổ cũng chỉ là một con sông lớn. Thần giới mới chính là biển sao trời mênh mông, tôi biết hôm nay tôi nhất định phải chết. Chỉ hy vọng cậu Diệp không nên làm tổn thương người nhà tôi nguyện ý lấy cái chết để tạ tội. Diệp Bắc Minh mở miệng, được, đa tạ cậu Diệp. Chủ nhân Sát Minh không chút do dự, tung một chưởng vào đầu mình. Tự sát ngay tại chỗ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Là một người đàn ông chân chính, ân oán của chúng ta kết thúc ở đây. Anh đảo mắt nhìn về phía Tinh Khư môn chủ, ông muốn tự cho mình thể diện, hay là tôi cho ông thể diện? Tinh Khư môn chủ nghiến răng rồi tự sát. Lúc này, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại một mình Tuyệt Vô Trần. Cả người ông ấy run rẩy, sợ đến mức đôi mắt sung huyết, nhóc Diệp. Ôi không, cậu Diệp. Chỉ cần cậu tha cho tôi bảo đảm từ nay về sau sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, im lặng từ chối. Tuyệt Vô Trần ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm Hoa Linh Lung, khàn giọng kêu lên, tiểu sư muội, giúp tôi nói một câu đi. Trong mắt Hoa Linh Lung chỉ có sự khinh bỉ vô tận. Trái tim Tuyệt Vô Trần rơi xuống tận đáy, tức giận chửi ầm lên, đệt. Tiện nhân, con tiện nhân này. Không phải bà thích tôi sao? Hiện tại tôi cũng sắp chết rồi. Bà nhanh lên một chút cầu xin cậu Diệp đi.
mau chóng cầu xin cậu ấy đi. Tiện nhân, tôi không thể chết được, tôi không muốn chết. Mau cầu xin cậu ấy đi, bà con mẹ nó cầu xin cậu ấy đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, xem ra chỉ có tôi mới có thể cho ông thể diện. Kiếm khí đột nhiên bùng nổ, không chút do dự nào dừng trên người Tuyệt Vô Trần. Tất cả đột nhiên im bặt. Học viện viễn cổ, bên trong khuê phòng của một cô gái. Lê Mộng Ly khoanh chân ngồi, đang chữa thương. Một miếng ngọc bội trong ngực áo đột nhiên sáng lên. Cậu Diệp. Hai mắt Lê Mộng Ly sáng lên. Trên gương mặt tươi cười thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng. Giới Diệp Bắc Minh lại chủ động liên lạc với cô ta. Dứt khoát nhận máy, đáp lại bằng giọng nói có chút phấn khích. Anh Diệp, sao anh lại có thời gian tìm tôi vậy? Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên. Cô Lê, tôi có việc cần cô giúp đỡ. Được, anh nói đi. Lê Mộng Ly gật đầu. Diệp Bắc Minh không trực tiếp nói về chuyện của 100 người sư phụ. Ngược lại chuyển sang chủ đề khác, cô Lê, học viện viễn cổ của cô có truyền thống dùng người để luyện đan sao? Hả? Lê Mộng Ly hoảng sợ hết hồn, loại chuyện này là trái ý trời. Học viện viễn cổ dạy dỗ rất nghiêm khắc, căn bản không có khả năng làm ra loại chuyện này. Anh Diệp, sao anh lại hỏi như vậy? Lúc này, Diệp Bắc Minh mới kể về tình hình của 100 vị sư phụ. Lê Mộng Ly nhíu mày lại, nếu loại chuyện này thật sự xảy ra thì học viện nhất định sẽ không cho phép. Anh Diệp, dù anh đang ở đâu thì tôi sẽ đến tìm anh ngay bây giờ. Diệp Bắc Minh nói ra vị trí của mình. Nửa ngày sau, Lê Mộng Ly mặc một chiếc váy dài màu sắc giản dị xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, để tôi xem hai người đó trông như thế nào. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Chân nguyên ngưng tụ thành dáng vẻ của ông lão và chàng trai trẻ mặc áo gấm thêu. Là anh ta? Lê Mộng Ly sửng sốt. Diệp Bắc Minh hỏi, là người của học viện viễn cổ sao? Lê Mộng Ly trịnh trọng gật đầu, ông lão kia tên là Dư Thiên Trung, là một vị đan tôn của học viện viễn cổ. Dư lãng, đệ tử của học viện viễn cổ, cô ta nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, bổ sung thêm một câu, quan trọng hơn chính là anh ta nằm trong danh sách 10 người đứng đầu của huyền bảng. Dư lãng rất được kính trọng trong học viện, ngay cả tôi cũng kém địa vị của anh ta một ngón tay. Nhưng anh Diệp yên tâm, cho dù là đan tôn cũng không thể không tuân theo quy tắc của học viện mà dùng người để luyện đan. Trước hết anh đi cùng tôi đến học viện, chúng ta báo cáo chuyện này với viện trưởng rồi nói xô. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Nửa ngày sau, đây chính là học viện viễn cổ sao? Nhìn tòa kiến trúc cổ xưa trước mặt. Diệp Bắc Minh quả thực bị rung động. Mênh mông vô bờ, trải dài hàng ngàn dặm. Một cánh cổng cổ xưa được bao quanh bởi 99 bức phù điêu chân long. 9.999 bậc thang hướng về phía trước. Thật giống như thiên đình trong thế giới thần thoại vậy. Lê Mộng Ly cười nói, anh Diệp, đây là thang trời. Đệ tử bình thường không có tư cách từ đây tiến vào học viện, một khi bước lên thang trời, thực lực cũng sẽ bị áp chết. Căn bản không thể đi qua 9.999 bậc thang này. Chúng ta chỉ đi được vào bằng cửa phụ thôi. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc. Cái này có vẻ giống với thang rồng trong di tích Côn Luân Thượng Cổ. Được. Hai người đi tới cửa hông, vừa định chuẩn bị tiến vào học viện viễn cổ. Tránh sang một bên. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng hét lớn, Chu Sư Tỷ ra ngoài, tất cả mọi người tránh đường. Chu Sư Tỷ. Lê Mộng Ly hoảng sợ, vội vàng kéo Diệp Bắc Minh lùi sang một bên. Lúc này, một cô gái xinh đẹp được bao quanh bởi một đám người đang đi đến. Khi nhìn thấy vị Chu Sư Tỷ kia, đôi mắt Diệp Bắc Minh trợn to, nhược dai. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ tiuyenazz.vn để vào đọc truyện nhé. Vị Chu Sư Tỷ kia lại là vợ chưa cưới của anh, Chu Nhược Giai. Anh ta không ngừng gọi phương danh của Chu Sư Tỷ. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu lại, dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt Lê Mộng Ly đầy kinh ngạc, anh Diệp, anh. Biết Chu Sư Tỷ sao? Diệp Bắc Minh khẳng định gật đầu, đương nhiên, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Cái gì? Tất cả mọi người ở hiện trường đều há hốc miệng, dáng vẻ như nhìn thấy quỷ. Chu Nhược Giai cũng phát hiện ra Diệp Bắc Minh, sâu trong đôi mắt xinh đẹp có một tia sợ hãi. Nhưng rất nhanh đã sớm bình tĩnh trở lại,
Chu Nhược Giai phun ra một câu, đã từng. Cái gì, Chu sư tỷ đã từng là vợ chưa cưới của người này? Mọi người nghe được Chu Nhược Giai chính miệng thừa nhận thì ai nấy cũng đều sửng sốt. Có người mở miệng, không nghe thấy sao? Chu sư tỷ nói là đã từng. Cũng có người gật đầu, chứ không phải là bây giờ, nói không chừng hai người đã sớm hủy hôn từ lâu rồi. Đám đông bàn luận xôn xao. Lê Mộng Ly lại trợn to hai mắt, anh Diệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Bắc Minh không trả lời, mà chỉ dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Chu Nhược Giai. Nhược Giai, ý của em là gì? Cái gì gọi là đã từng? Em có biết anh đã tìm em vất vả đến nhường nào không? Thấy được em thật tốt quá. Anh bước lên một bước, ngay trước mặt tất cả mọi người. Ôm lấy Chu Nhược Giai. Mẹ kiếp! Đù, cậu ta dám ôm Chu sư tỷ. Thằng kia, mẹ nó mày muốn chết đúng không? Trong nháy mắt, hai mắt của vô số nam giới đỏ bừng. Ai ai cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, hận không thể xông lên xé nát anh. Thân thể mềm mại của Chu Nhược Giai run lên, ngắn ngủi thất thần. Theo bản năng, cô duỗi tay muốn ôm Diệp Bắc Minh. Một giây sau, cô chợt nhẹ nhàng đẩy anh ra, cậu Diệp, xin anh hãy tự trọng. Một câu nói ngắn ngủi khiến Diệp Bắc Minh như bị sét đánh. Anh quả thực không thể tin vào tai của mình, Nhược Giai, em gọi anh là gì? Chu Nhược Giai thản nhiên đáp, cậu Diệp. Diệp Bắc Minh đỏ hốc mặt, Nhược Giai, vì sao chứ? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Chu Nhược Giai mỉm cười, cậu Diệp, duyên phận giữa chúng ta đã hết. Anh có Hạ Nhược Tuyết của anh, có cả Tôn Thiến của mình. Thậm chí anh còn có 10 vị sư tỷ phong hoa tuyệt đại, Chu Nhược Giai tôi đã từng là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của NHL. Mà tôi chỉ là một con vịt xấu xít. Anh có biết bao nhiêu hồng nhan chi kỷ, thiếu một người là tôi thì có làm sao? Chu Nhược Giai nói xong, trong đôi mắt đẹp không nhịn được mà lóe lên vẻ mất mát. Trái tim Diệp Bắc Minh co rụt lại, Nhược Giai, anh xin lỗi, anh không thể làm gì khác được. Không cần phải xin lỗi. Chu Nhược Giai nở nụ cười xinh đẹp, biểu cảm cực kỳ bình tĩnh, cậu Diệp, duyên phận của chúng ta đã hết. Bây giờ, Chu Nhược Giai không còn là vợ chưa cưới của anh, mà là đệ tử của học viện viễn cổ. Tôi học tập đạo vô tình, trong lòng sớm đã không còn tình cảm. Cậu Diệp, tôi hy vọng lần sau anh gặp lại tôi sẽ gọi tôi là cô Chu. Tôi không muốn gặp lại người này, mời hai vị hộ pháp đừng cho anh ta bước vào học viện viễn cổ. Bỏ lại câu nói sau cùng, Chu Nhược Giai dứt khoát kiên quyết quay người bỏ đi. Được. Hai người đàn ông trung niên ngưng trọng quét mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Mọi người cười trên sự đau khổ của người khác nhìn cảnh tượng này. Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, há to miệng. Không nói nên một lời. Suốt quãng đường dài này, anh nợ Chu Nhược Giai quá nhiều. Theo đạo lý mà nói, người vợ chưa cưới này mới là người gần gũi nhất với anh. Nhưng vì một câu nói của Tiểu Tháp, Chu Nhược Giai rất an toàn. Diệp Bắc Minh liền không tốn công sức đi tìm cô. Gặp lại Chu Nhược Giai, anh không ngờ sẽ là loại cục diện này. Không được, anh nhất định phải nói rõ với em. Diệp Bắc Minh sải bước ra ngoài, cố gắng đi vào trong học viện viễn cổ. Hai người đàn ông trung niên canh giữ ở cạnh cửa lập tức che trước người anh, cậu này, xin cậu hãy tự trọng. Hơi thở của cảnh giới đế tôn đập vào mặt. Diệp Bắc Minh ngắn ngủi kinh ngạc, tôi là bạn của cô Chu, chẳng lẽ cũng không thể đi vào học viện viễn cổ sao? Một người đàn ông trung niên trong đó lắc đầu nói, xin lỗi. Nếu cô Chu chưa từng nói ra câu nói kia, cậu là bạn của cô Chu, quả thực có thể được mời vào học viện viễn cổ. Nhưng cô Chu không muốn gặp cậu. Theo quy định của học viện viễn cổ, trừ phi là viện trưởng tự mình mời, bằng không thì cậu không có tư cách tiến vào nơi này. Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, nếu tôi cứ xông vào thì sao? Xông vào. Hai người đàn ông cảnh giới đế tôn nhíu mày, một luồng khí lạnh ập vào mặt anh. Các đệ tử của học viện viễn cổ đang hóng chuyện khác cũng trầm mặt xuống. Tất cả đều mang thái độ thù địch phong tỏa Diệp Bắc Minh. Lê Mộng Ly giật nảy mình, cậu Diệp, đừng làm loạn. Học viện viễn cổ có khẩu hiệu, bất kỳ ai, nếu dám mạnh mẽ xông tới học viện viễn cổ. Chỉ cần là người của học viện viễn cổ đang có mặt tại hiện trường đều có thể vô điều kiện ra tay giết chết kẻ đó. Lê Mộng Ly tạm dừng, rồi bổ sung, thậm chí là tôi cũng phải ra tay với cậu Diệp.
Diệp Bắc Minh hỏi lại, chẳng lẽ không còn có cách nào khác sao? Một người đàn ông cảnh giới đế tôn trong số đó lắc đầu, người trẻ tuổi, một người phụ nữ mà thôi. Không đến mức chôn tính mạng của mình theo, nếu cậu khăng khăng muốn tiến vào học viện viễn cổ thì vẫn có thể. 3 năm sau tham gia tuyển chọn của vùng đất thiên tuyệt, tiến vào 10 vị trí đầu là có thể gia nhập học viện viễn cổ. 3 năm. Diệp Bắc Minh lắc đầu, anh không thể đợi được 3 năm. Bỗng nhiên, giọng nói của Lê Mộng Ly vang lên, cậu Diệp, tôi vẫn còn một cách. Diệp Bắc Minh quay đầu, cách gì? Hàng lông mày thanh tú của Lê Mộng Ly nhíu lại, nghiêm túc nói, thang trời. Thang trời, Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Lê Mộng Ly giải thích, học viện viễn cổ có tổ huấn, bất kỳ ai nhỏ hơn 1.000 tuổi. Chỉ cần một mình bò lên trên 9.999 bậc thang trời, liền có thể vô điều kiện gia nhập học viện viễn cổ. Diệp Bắc Minh lập tức gật đầu đồng ý, được, vậy tôi đi leo thang trời. Anh vừa dứt lời, ha 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 ha, thằng này đang làm trò hề à. Xung quanh vang lên tiếng cười. Ngay cả hai vị cảnh giới đế tôn trông cửa cũng không thể ngừng lắc đầu cười. Sao vậy, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Lê Mộng Ly hơi xấu hổ, do cô ta suy nghĩ không chu toàn nên mới khiến Diệp Bắc Minh bị người khác chế giễu. Cô ta áy náy giải thích, cậu Diệp, trách tôi không nói rõ ràng với NHTL. Đây, chẳng qua là một cách không thể thực hiện được. Diệp Bắc Minh nhíu mày, làm sao vậy? Lê Mộng Ly lúng túng đáp, thang trời này vô cùng kinh khủng, mỗi lần lên một bước thang trời, nó sẽ chồng lên áp lực gấp đôi. Đỉnh cao nhất của 9.999 bậc thang trời sẽ khiến người ta phải chịu đựng áp lực gấp gần 10.000 lần. Trong lòng Diệp Bắc Minh khế nhúc nhích. Quả nhiên giống với thang rồng trong di tích Côn Luân Thượng Cổi. Một thanh niên cười nói, tên kia, cậu nên từ bỏ đi. Từ khi học viện viễn cổ thành lập đến nay, chưa từng có người nào có thể đi qua 9.999 bậc thang trời. Hắn ta chỉ vào chỗ cao nhất của thang trời, nhìn thấy thiên môn kia không? Từ xưa đến nay chưa mở ra bao giờ. Cậu cho rằng cậu là ai mà muốn bước lên thang trời? Cười chết người. Diệp Bắc Minh lắc đầu, thì tính sao? Hôm nay, thiên môn chắc chắn sẽ mở ra vì Diệp Bắc Minh tôi. Ha 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 ha. Hôm nay xem như tôi gặp được cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Mẹ nó thật tuyệt đỉnh. Lê Sư Tỷ, loại đỉnh cao này chị nhặt từ chỗ nào về vậy? Lại là một trận cười vang. Càng ngày càng nhiều người nghe nói có người muốn leo thang trời nên sôi nổi chạy ra hóng hớt. Cảnh giới chúa tể, mẹ nó, thứ gì vậy? Cố ý hấp dẫn ánh mắt của người khác à? Có người quay đầu đi luôn, cảm giác rất lãng phí thời gian của mình. Diệp Bắc Minh lại bước ra một bước, đi đến phía dưới thang trời. Tạch, tạch, mấy ngàn ánh mắt nhao nhao rơi xuống trên người Diệp Bắc Minh. Hai hộ pháp cảnh giới đế tôn cũng sải bước lên trước. Đứng ở trước người Diệp Bắc Minh, người trẻ tuổi, cậu nghĩ kỹ chưa? Học viện viễn cổ quả thật có quy định. Bất kỳ ai cũng có tư cách bước lên thang trời. Nhưng một khi bước lên thang trời, cậu sẽ không thể quay đầu. Hoặc là leo lên đỉnh, hoặc là chết. Một vị cảnh giới đế tôn khác lạnh lùng nói, thằng nhóc, Hồ Đức tôi nhắc nhở cậu một câu, quay đầu là bờ. Nếu cậu bước lên thang trời sẽ chỉ trở thành trò hề, ngay cả 10 bước đầu tiên cậu cũng không thể đi qua. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn lên đỉnh thang trời, chết thì có làm sao? Anh bước ra một bước, bầu không khí như cứng lại. Lê Mộng Ly hô lên kinh ngạc, cậu Diệp, đừng mà. Kẻ chi? Tiếng trầm đụng vang lên, Diệp Bắc Minh đã đứng trên bậc thang trời đầu tiên. Gào giống. Tiếng rồng ngâm vang lên. 99 phủ điêu chân long trên thiên môn đồng loạt sống lại. Toàn bộ thang trời phóng ra 10.000 tia ánh sáng. Đụ mẹ! Thằng này thật sự bước lên thang trời. Vì một người phụ nữ mà không muốn sống nữa. Đám người vốn đang chế giễu Diệp Bắc Minh kia sôi nổi nghiêm mặt. Bọn họ nhìn chòng chọc vào bóng lưng của anh, cảm giác kính nể tự nhiên dâng trào. Cậu Diệp, anh, con ngươi Lê Mộng Ly đỏ lên. Cô ta vô cùng tự trách, cho rằng mình hại chết Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên một âm thanh, nhóc, có phiền phức. Sao vậy? Trong lòng Diệp Bắc Minh cảm giác nặng nề. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngưng trọng đáp, nhìn thấy 99 phủ điêu hình chân long kia không? Bọn họ có liên hệ với thần giới. Bản tháp không thể giúp đỡ câu leo lên những bậc thang này,
một khi bản tháp sử dụng sức mạnh, e rằng lập tức sẽ bị bọn họ biết được. Nhóc, bây giờ chỉ đành dựa vào bản thân cậu. Nghe được lời này, sắc mặt Diệp Bắc Minh ngưng trọng. Anh hít sâu một hơi, dù không có tiểu tháp giúp đỡ, tôi cũng muốn leo lên thang trời. Đầu gối uốn lượn, hai chân anh đột nhiên dùng sức. Giẫm chân một cái, anh lập tức nhảy qua 6 bậc thang. Sau khi lặp lại vài chục lần, gần như là trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh đã đứng trên bậc thứ 100 của thang trời. Đụ mẹ! Tình huống gì thế này? Nhanh như vậy! Mọi người choáng váng, hả? Con người của hai vị cảnh giới đế tôn co rụt lại, hai mặt nhìn nhau, sao có thể? Tôi đi bẩm báo viện trưởng. Hồ Đức nhanh chóng quay người chạy đi. Lê Mộng Ly trợn to mắt, không dám tin nhìn theo bóng lưng Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, anh. Học viện viễn cổ, bên trong đại điện nghị sự. Mấy vị viện trưởng đang họp. Đột nhiên, Hồ Đức vội vã xông tới, chư vị viện trưởng, có người leo thang trời. Cái gì? Đi, đi xem một chút. Mấy bóng người giật nảy mình, nhao nhao đứng dậy. Chu Nhược Giai vừa trở lại chỗ ở, giọng nói của một thiếu phụ vang lên, Nhược Giai, trái tim con loạn. Gương mặt tươi cười của Chu Nhược Giai hiển hiện vẻ hốt hoảng. Cô vội vàng quay đầu, quỳ một chân, sư phụ. Vi sư đã biết, anh ta chính là chồng chưa cưới kia của con, mi tâm của thiếu phụ có một nốt ruồi son. Dáng người đầy đặn, lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ ý nhị đặc biệt. Gương mặt xinh đẹp kia càng khiến cho người ta hốt hồn. Phong Tuyệt Tình, viện trưởng của viện Tuyệt Tình, học viện viễn cổ. Chu Nhược Giai gật đầu, dạ đúng, sư phụ, con đã nói cho anh ta biết hết thảy. Đồ nhỉ tu luyện đại đạo vô tình, chắc chắn sẽ không bị đàn ông ảnh hưởng. Phong Tuyệt Tình gật gật đầu, con làm không tệ, có điều tên kia hình như không chuẩn bị từ bỏ con ồ. Vì gặp con một lần, cậu ta đã leo lên thang trời. Cái gì? Thân thể mềm mại của Chu Nhược Giai run lên. Đôi mắt đẹp co rụt lại, nuốt nước miếng, sư phụ, người không phải đang nói đùa chứ. Mặc dù cô đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cô. Phong Tuyệt Tình mỉm cười, con nói xem. Tên này thật là một lòng say mê con ồ. Thang trời, con biết chứ, chỉ có một con đường. Từ khi học viện viễn cổ thành lập đến nay, chưa từng có người nào có thể thuận lợi thông qua 9999 bậc thang trời. Kết cục tốt nhất của tên này chính là hóa thành xương máu mà chết. Đừng mà! Chu Nhược Giai kêu lên thảm thiết, phun ra một búng tâm đầu huyết. Đôi mắt cô tràn ngập tơ máu, lao về phía cổng lớn học viện viễn cổ như phát điên, vì sao chứ? Vì sao anh phải làm như vậy? Đứa nhỏ ngốc, con ngốc quá, thật sự. Phong Tuyệt Tình thấy thế, nở nụ cười như ý. Vi sư biết ngay mà, trong lòng còn vẫn chưa bỏ xuống được. Nếu như con tận mắt nhìn thấy anh ta chết đi, con mới có thể chân chính đi đến đỉnh cao của đạo vô tình. Kiếm thứ nhất của đạo vô tình, chém tình yêu trong lòng đầu tiên. Phong Tuyệt Tình mỉm cười, cũng đi về phía cửa của học viện viễn cổ. 3567. Khi mà các nhân vật cấp cao của học viện viễn cổ xuất hiện, Diệp Bắc Minh đã liên tục leo lên hơn 3000 bậc thang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Thần Cương trừng to mắt, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Hồ Đức vội vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi giải thích, Tổng viện trưởng, chuyện là như thế này. Nghe xong chân tướng, Vương Thần Cương quả thực không thể tin vào tai của mình. Lại là vì một người phụ nữ. Dạ đúng. Tạch, tạch, tạch. Con người của ấy viện trưởng còn lại đọng lại, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Bắc Miên Hy. Thang này thật là dữ dội. Có thể leo lên hơn 3000 bậc thang đã cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc, anh ta chết chắc rồi, hoàn toàn không có khả năng leo lên 9999 bậc thang. Mấy viện trưởng nói chuyện với nhau, trong con người chỉ còn lại hoảng sợ. Trên thang trời, Diệp Bắc Minh từng bước đi tới, khắp người nổi gân xanh. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu, các bạn vào Google gõ tiuyenazz.vn để vào đọc truyện nhé. Mỗi lần đi một bước, thân thể anh sẽ nhẹ nhàng run lên. Nhưng còn lâu mới đến giới hạn cao nhất của anh. 4.000, 4.450, 8.550, 6.000. Khi mà Diệp Bắc Minh bước lên nấc thang trời thứ 6.000,
đám người Vương Thần Cương không hẹn mà cùng hít sâu. Một hơi. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đã biến thành một người toàn máu. Dưới áp lực mạnh mẽ, máu tươi không thể ức chế tuôn ra từ làn da của anh. Nhưng anh vẫn cắn răng kiên trì. Bắc Miên Hồ. Một giọng nói đau xé tâm can vang lên. Chu Nhược Giai với đôi mắt đẹp đỏ bừng lao đến. Từ khi bắt đầu leo thang trời, Diệp Bắc Minh chưa từng ngừng lại, giờ anh chợt dừng bước chân. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nhược Giai, nở một nụ cười, Nhược Giai, chờ anh. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Diệp Bắc Minh. Chu Nhược Giai điên cuồng lắc đầu, đừng, đừng, em không muốn. Bắc Minh, em cầu xin anh, mau xuống đây. Cô vào tới trước người Vương Thần Cương. Bịch, đầu gối mềm mại hung hăng nện xuống nền gạch. Lập tức be bét máu thịt. Tổng viện trưởng, tôi cầu xin ông hãy tha cho Bắc Minh đi. Tôi xin ông đấy, anh ấy không thể chết. Anh ấy thật sự không thể chết được. Vương Thần Cương thở dài, tôi cũng chẳng có cách này, thang trời không thể nghịch. Chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là mở ra thiên môn. Lời này vừa nói ra, Chu Nhược Giai hoàn toàn tuyệt vọng. Phụt, cô phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Cô tu luyện đạo vô tình, giờ phút này động tình. Công pháp đang điên cuồng phản phệ. Diệp Bắc Minh kêu to, Nhược Giai, em không sao chứ? Chu Nhược Giai chợt ngẩng đầu, nhìn Diệp Bắc Minh trên thang trời. Đột nhiên, cô cười vui vẻ, chồng à, em xin lỗi. Em không nên không tin tưởng anh. Hôm nay Nhược Giai đã biết hết rồi. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn chúng ta vẫn cùng nhau đi đến tận đây. Hôm nay nếu anh chết, em sẽ chết theo anh. Cô nở nụ cười xinh đẹp, lao thẳng đến thang trời. Con muốn chết, có từng hỏi tôi chưa? Theo giọng nói lạnh lùng vang lên. Một bóng người ngăn trước mặt Chu Nhược Giai, một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Chu Nhược Giai không cách nào tiến gần thang trời thêm một bước, cô tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, sư phụ, cầu xin người thành toàn đồ nhi đi. Phong tuyệt tình lạnh lùng vô tình, đạo vô tình của vi sư cần con kế thừa, vì bồi dưỡng con tôi đã tốn biết bao tâm huyết. Hôm nay con mở to mắt nhìn kẻ này chết như thế nào cho tai. Chỉ cần cậu ta chết, trái tim của con cũng sẽ chết theo. Đến lúc đó, đạo vô tình mới chính thức hoàn thành bế hoàn. Sư phụ. Đừng, Chu Nhược Giai kêu lên thảm thiết, tuyệt vọng cực kỳ. Điên cuồng dập đầu, sư phụ, cầu xin người để cho con qua đi. Giọng của Diệp Bắc Minh truyền từ trên thang trời xuống, Nhược Giai, không cần cầu xin bà tan. Em không tin tưởng anh sao? Chu Nhược Giai dừng lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh trên thang trời, em tin tưởng NHL. Được. Diệp Bắc Minh tự tin mỉm cười, hiện tại em đứng lên, chờ một bên đi. Trong vòng 100 lượt hô hấp, Diệp Bắc Minh anh chắc chắn sẽ mở ra thiên môn. Hả? Chu Nhược Giai sững sờ. Ở mi hiện trường nổi lên sóng to gió lớn, hoàn toàn sôi trào. Đù má, cậu ta nói gì cơ? Trong vòng 100 lượt hô hấp, chắc chắn sẽ mở ra thiên môn. Địch, thật hay giả, ông đây nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Cậu ta dựa vào đâu chứ? Cửa chính của học viện viễn cổ bị vây chật như nêm cối. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh trên thang trời. Giận dữ, cười lạnh, ghen ghét. Bên cạnh Hồ Đức, mấy viện trưởng học viện viễn cổ hừ lạnh, người si nói mộng. 7.000 bậc thang thì rất mạnh, nhưng cậu nói ra lời này quả thực là chẳng biết gì. Người trẻ tuổi, nếu cậu có thể đi hết những bậc thang còn lại trong vòng 100 hô hấp, kiếm phá thiên tôi sẽ lập tức thu cậu làm đệ tử cuối cùng. Thân thể Lê Mộng Ly run rẩy. Cô ta được chứng kiến thiên phú kinh khủng của Diệp Bắc Minh. Nhưng cô ta vẫn không tin, Diệp Bắc Minh có thể đi hết 3.000 bậc thang trời còn dư lại. Trong vòng 100 hô hấp, ngay cả Vương Thần Cương cũng nhíu mày, thằng nhóc này coi học viện viễn cổ ta thành cái gì. Phong Tuyệt Tình cười đầy nghiền ngẫm, Nhược Giai, đây chính là tên đàn ông mà con chọn. Loại người vừa ngạo mạn vừa điên cuồng này rốt cuộc hấp dẫn con ở điểm nào? Vẻ mặt Chu Nhược Giai kiên định, anh ấy sẽ không lừa con ồ. Cùng lúc đó, trên thang trời, Diệp Bắc Minh động. Vèo. Sải bước ra ngoài, trên người anh bộc phát ra huyết khí ngập trời. Một giây sau, anh đã đứng ở vị trí bậc 75.001. Một giây leo 500 bậc. Này! Mọi người ngây người, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Diệp Bắc Minh lại lần nữa bước ra một bước. 8.000 bậc. Bước ra bước thứ ba.
9.000 bậc. Địch, làm sao có thể? Nhìn được cảnh tượng kinh người như vậy, tất cả những người hoài nghi thực lực của Diệp Bắc Minh đều trừng to mắt. Chỉ trong vòng 3 hô hấp ngắn ngủi, thế mà đã vượt qua 2.000 nấc thang. Vẻ chế giễu trên mặt Phong Tuyệt Tình cứng lại, rồi biến mất. Thay vào đó khiếp sợ nồng đậm, này, không thể nào. Kiếm Phá Thiên hít sâu một hơi, mẹ nó, thằng này thật sự muốn lên trời luôn. Vương Thần Cương lắc đầu, 9.000 bậc phía trước, mặc dù cũng rất mạnh. Nhưng, từ khi học viện Viễn Cổ thành lập đến nay, tối thiểu đã có 100 người từng bước lên. Từ bậc thứ 9.000 trở đi mới là màn kịch quan trọng. Mỗi bước đều khó như lên trời. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ tiuyenazz.vn để vào đọc truyện nhé. Quả nhiên, lúc Diệp Bắc Minh bước lên 9.000 bậc. Một áp lực vô hình đè ép xuống. Anh nhảy lên một bước. Đột nhiên, trong 99 con chân long điêu khắc trên thiên môn, có một con sông ra ngoài. Lực lượng khiến cho người ta hít thở không thông đánh úp lại, hung hăng nện lên người Diệp Bắc Minh. Ầm! Diệp Bắc Minh như một chiếc lá rụng trong gió thu, lập tức bị hất bay ra ngoài. Rơi xuống vị trí 8.000 bậc. Nằm trên bậc thang không nhúc nhích. Cậu Diệp! Lê Mộng Ly giật nảy mình. Chồng ơi! Chu Nhược Giai che miệng, đang muốn lao ran. Lại bị Phong Tuyệt Tình ngăn cản, bà ta nở nụ cười, đồ nhi, xem ra thằng nhóc này là một mũi thương bằng sáp bạc. Đụng một cái liền nát, cậu ta không được rồi. Gương mặt xinh đẹp của Chu Nhược Giai trắng bệch, lo lắng nhìn Diệp Bắc Minh. Con người của Kiếm Phá Thiên động lại, thằng này chết rồi. Vương Thần Cương kiêng kỵ nhìn thoáng qua 99 con chân long, một kích vừa rồi có thể so với một kích toàn lực của đế tôn đỉnh phong. Phỏng chừng tên này không chống đỡ nổi. Đáng tiếc, nếu cậu ta có thể thông qua thiên môn, tôi còn thực sự muốn nhận cậu ta làm đệ tử. Kiếm Phá Thiên lẩm bẩm. Mấy lão già bên cạnh trợn trắng mắt. Bàn tính này đánh thật vang. Cùng lúc đó, phía sau cùng của đám người. Một ông già đứng chắp tay, âm trầm nhìn Diệp Bắc Minh trên thang trời. Một thanh niên đứng bên cạnh ông ta, lông mày gắt gao xoăn lại với nhau, bên phía Thành Thiên Đan truyền tới tin tức, e rằng tên này đến để tìm trăm thân thể long thai kia. Nếu như bị mấy vị viện trưởng khác biết, chúng ta dùng người luyện đan. Chàng trai trẻ có chút lo lắng. Hai người họ chính là Dư Thiên Trung, Dư Lãng. Dư Thiên Trung cười lạnh, thằng nhóc này đã là một người chết, uy hiếp không được chúng ta. Mau nhìn xem, cậu ta đang cử động. Đột nhiên, trong đám đông có người hét lên một tiếng. Bùm! Vô số người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thang trời. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh chậm rãi bỏ dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cuối thang trời. Chồng! Chu Nhược Giai mừng đến chảy nước mắt. Lê Mộng Ly cũng thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của Phong Tuyệt Tình hơi trầm xuống. Kiếm Phá Thiên, Vương Thần Cương và những người khác cũng chuẩn bị rời đi, sau đó vòng lại. Diệp Bắc Minh nhìn lên thang trời với vẻ mặt đầy kinh ngạc, sức chịu đựng của thằng nhóc này quả thực rất đáng sợ. Một giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh đột nhiên bùng nổ, nhảy ra ngoài một lần nữa. Lại vững vàng đứng vững ở vị trí 9.001. Gầm! Chân long kia dường như cảm nhận được sự khiêu khích của Diệp Bắc Minh, tức giận gầm lên một tiếng. Sức mạnh khủng khiếp của rồng bùng nổ giống như sóng thần. Cút! Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng. Trực tiếp sử dụng kiếm càn khôn chấn ngục chém ra một kiếm. Với một tiếng nổ đỉnh tai nhức óc vang lớn, thân thể của chân long trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Từ lúc Diệp Bắc Minh đứng dậy cho đến khi ra tay chém chết chân long chỉ mất chưa đầy 3 hơi thời. Mẹ kiếp! Mọi người đều sợ hãi đến mức trái tim gần như nổ tung. Chuyện này cũng quá đáng sợ. Chân long trên thang trời đều bị giết chết. Thằng nhóc này! Sắc mặt của Vương Thần Cương cuối cùng cũng thay đổi. Trong khi những người khác còn đang bối rối thì Diệp Bắc Minh đã tiến lên một bước. Bước qua hàng trăm bậc thang trong nháy mắt, gầm, gầm, gầm. 10 bức phù điêu chân long dường như đã sống lại, lần lượt lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh gào to một tiếng, mặc kệ các người là rồng hay là trùng, cản đường tôi đều phải chết. Giẫm một cái dưới chân. Huyết khí sau lưng ngập trời. Máu trong cơ thể Diệp Bắc Minh dường như đang sôi trào. Trong khoảnh khắc 10 bức phù điêu chân long thực sự tấn công,
Diệp Bắc Minh đã không chút do dự tung một chiêu kiếm phá vỡ. Bùm, bùm, bùm. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Diệp Bắc Minh giống như thần chết hạ phàm. Toàn bộ 99 bức phù điêu chân long đều bị chém đứt. Dưới lớp da đá của bức phù điêu chân long, máu tươi đang chảy đầm đìa. Ôi trời ơi! Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập. Đây đều là những chân long của thần giới hóa thành phù điêu và trấn áp ở nơi này. Lại bị Diệp Bắc Minh quét sạch trong một hơi. Toàn bộ học viện viễn cổ run rẩy kịch liệt, giống như một trận động đất. Vào lúc này, hiện trường hoàn toàn yên lặng. Không người nào dám phát ra âm thanh, tất cả đều nhìn chằm chằm bóng lưng của chàng trai trẻ ở bậc thang thứ 99.991. Chồng! Thân thể xinh đẹp của Chu Nhược Giai run rẩy vì kích động. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, đi một bước cuối cùng, mở thiên môn ra cho tôi. Những lời này giống như pháp chỉ của thiên thần vậy. Bùm! Thiên môn đang đóng chặt của học viện viễn cổ đột nhiên mở ran. Pháp trận giam cầm cánh cổng lớn của học viện viễn cổ vào lúc này đã tiêu tan. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, vẻ mặt vừa phức tạp vừa kích động, anh ta thật sự mở được thiên môn sao? Phía sau đám đông, mí mắt của Dư Lãng giật giật, ông nội, thằng nhóc này. Anh ta đã mở được thiên môn. Dư Thiên Trung nheo mắt lại, cậu ta gần như là yêu nghiệt, thằng nhóc này tuyệt đối là một sự uy hiếp. Vương Thần Cương vô cùng kích động, xông đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, thằng nhóc, cậu tên là gì? Hiện tại bao nhiêu tuổi? Xuất thân như thế nào? Bố mẹ là ai, có sư phụ hay không? Mau, lập tức nói cho tôi biết đi. Kiếm Phá Thiên cũng nhanh chóng xông đến, ha 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 ha, ông đây vừa rồi đã lập lời thề. Chỉ cần thằng nhóc này mở được thiên môn thì ông đây lập tức thu nhận cậu ta làm đệ tử cuối cùng. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đúng không? Không phải ông đây yêu tài, thật sự là đã lập lời thề rồi. Nói xong thì nhanh chóng xông đến chỗ Diệp Bắc Minh, thằng nhóc, còn không mau bái sư. Chết tiệt! Những viện trưởng khác tức giận mắng một tiếng, đẩy Kiếm Phá Thiên sang một bên. Cả người Diệp Bắc Minh đẫm máu, trong đôi mắt đều là tơ máu. Sức mạnh gấp 1000 lần như vậy, làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận được. Anh lắc đầu trực tiếp nhảy xuống thang trời, đứng trước mặt Chu Nhược Giai, Nhược Giai. Chồng! Trong con người của Chu Nhược Giai đều tràn ngập đau lòng. Anh! Vẻ mặt Phong Tuyệt Tình đầy khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, nằm mơ cũng không ngờ thằng nhóc này lại có thể mở được thiên môn. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, ôm Chu Nhược Giai. Phong Tuyệt Tình vốn dĩ muốn ngăn cản. Sau khi nhìn thoáng qua đám người Vương Thần Cương, Kiếm Phá Thiên thì lập tức từ bỏ ý định này. Những ông già này, mỗi người đều giống như đang xem báu vật vậy. Nếu bà ta dám ra tay thì những người này tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chồng! Chu Nhược Giai bật khóc nức nở, thật xin lỗi, là do em không tốt. Đáng lẽ em không nên tin anh. Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ hoe, đau lòng nói, không, là do anh không tốt. Là do anh đã xem nhẹ em, không để em trong lòng. Nhược Giai, sau này anh nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho Imo. Chu Nhược Giai ngoan ngoãn gật đầu. Lê Mộng Ly ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng cảm thấy chua xót. Đột nhiên, thân thể Chu Nhược Giai mềm nhũ, chồng, em mệt quá. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi, Nhược Giai, em sao vậy? Chỉ thấy Chu Nhược Giai nhắm chặt hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Hơi thở hỗn loạn, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng. Phong Tuyệt Tình nổi giận gào lên một tiếng, thằng nhóc, đều do cậu. Nhược Giai tu luyện đạo vô tình, công lực vô tình trong người sẽ ngày càng thâm sâu. Nếu không phải do cậu xuất hiện thì tại sao con bé lại có thể như vậy? Là do cậu đã khiến con bé động tình, cho nên mới khiến con bé bị công pháp phản phệt. Diệp Bắc Minh tức giận mắng một tiếng, đệt, bà già xử nữ, bà còn dám để cho người phụ nữ của tôi tu luyện đạo vô tình sao? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trừng mắt nhìn nhau. Cậu mắng tôi là gì? Trong mắt của Phong Tuyệt Tình gần như sắp rớt ra ngoài, cậu dám gọi tôi là bà già xử nữ. Cậu! Diệp Bắc Minh tức giận hét lớn, chính bà không được đàn ông yêu, lại còn nhất quyết muốn Nhược Giai đi theo bà chịu khổ, đúng không? Nếu như Nhược Giai xảy ra chuyện gì thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho bà đâu. Nói xong,
nhìn về phía đám người Vương Thần Cương và Kiếm Phá Thiên. Chư vị tiền bối, cho tôi mượn một chỗ yên tĩnh. Tôi muốn chữa thương cho Nhược Diêu. Mọi người đều có chút sửng sốt. Chẳng lẽ thằng nhóc này còn biết y thuật sao? Sắc mặt Vương Thần Cương trở nên cứng đờ, nhóc Diệp, y thuật của cậu quá nông cạn. Ở học viện viễn cổ của tôi có mấy thần y, để tôi bảo bọn họ đến đây cứu người. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần, tôi tự có biện pháp. Nhìn thấy vậy, mấy người lập tức dẫn Diệp Bắc Minh tiến vào học viện viễn cổ. Sau khi sắp xếp cho anh tiến vào trong sân, Vương Thần Cương lập tức sai người kích hoạt trận pháp. Hơn nữa còn tự mình canh giữ ở lối vào của trận pháp. Bên trong căn phòng, Chu Nhược Giai đang cuộn tròn trên giường. Một luồng sức mạnh đang điên cuồng chạy tán loạn trong cơ thể cô, khiến hơi thở ngày càng suy yếu. Diệp Bắc Minh ra tay, 13 cây kim bạc đều rơi xuống. Một luồng sức mạnh tấn công khiến tất cả những cây kim bạc đều bay ra ngoài. Chuyện này, sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi. Anh lại lấy ra mấy viên thuốc, chuẩn bị đút cho Chu Nhược Giai. Nhưng phát hiện chỉ cần vừa chạm vào Chu Nhược Giai thì hơi thở của cô sẽ trở nên hỗn loạn hơn. Diệp Bắc Minh bảo bản thân bình tĩnh lại, tiểu tháp, quỷ môn thập tam châm và hoàng đế nội kinh đều vô dụng. Tôi nên làm gì bây giờ? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cô ấy tu luyện đạo vô tình nên mới bị phản phệ như vậy. Muốn cứu cô ấy thì chỉ có một cách thôi. Cách gì? Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi. Để cô ấy phá. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục dừng lại một chút, khụ khụ, phá công. Phá công? Diệp Bắc Minh sửng sốt một chút. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, công pháp của đạo vô tình bị phá vỡ thì tất cả phản phệ đương nhiên sẽ không còn tồn tại. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu ra, làm sao để phá công cho Nhược Giai. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tức giận mở miệng, thằng nhóc cậu có lúc quá thông minh đến mức khiến người ta sợ hãi. Có đôi khi, suy nghĩ cứng nhắc sẽ chỉ khiến cậu ngu ngốc thôi. Vừa rồi cậu đã mắng sư phụ của cô gái này là gì? Diệp Bắc Minh hơi sửng sốt, bà già xử nữ. Không sai, tấm thân xử nữ chính là mấu chốt của đạo vô tình, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời chắc nịch. Cho nên, làm thế nào để phá công cho cô ấy thì còn tùy thuộc vào cậu. Nói xong, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không đợi Diệp Bắc Minh đáp lại thì đã trực tiếp cắt đứt nhận thức của hai người. Diệp Bắc Minh sững sờ ngay tại chỗ, trái tim đập loạn. Anh nhìn Chu Nhược Giai, chậm rãi tiến đến gần, Nhược Giai, anh có cách cứu em. Sau khi nói xong, Chu Nhược Giai dùng một chút ý thức cuối cùng gật đầu, chồng, tất cả những gì của em đều đã sớm thuộc về anh từ lâu rồi. Cùng lúc đó, ở lối vào trận pháp bên ngoài sân. Vương Thần Cương nhìn Lê Mộng Ly, cô làm rất khát. Lần này, cô đã dẫn về một thiên tài cho học viện viễn cổ. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại, VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ tiuyenazz.vn để vào đọc truyện nhé. Nói cho tôi biết lai lịch của thằng nhóc kia. Tôi muốn biết mọi thứ về cậu ta. Lê Mộng Ly không dám giấu giếm, kể lại chuyện mình đã gặp được Diệp Bắc Minh như thế nào. Thân phận và lai lịch của Diệp Bắc Minh đều được kể lại một cách cẩn thận. Cái gì, cậu ta là hậu duệ của hoa tộc thượng cổ sao? Đám người Vương Thần Cương, Kiếm Phá Thiên tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Lại theo bản năng lùi về sau mấy bước. Thiên tài vô song vốn đã đột phá được thiên môn, vào giờ phút này lại giống như ôn thần vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 79.